Nam Sinh Số 11 là một trong hai bộ phim kinh dị được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc ở trong tuần này. Bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi đến khán giả. Tuy nhiên, có vẻ như mộng tưởng này hơi quá lớn rồi đấy. Bộ phim Nam Sinh Số 11 xoay quanh Sua, một giáo viên thực tập mới được phân công đến dạy học tại một trường cấp 3. Ngay từ buổi đầu tiên, Sua đã phát hiện ra Nam Sinh Số 11, Bo Yong Seok, đã bị giáo viên chủ nhiệm bỏ qua một cách phũ phàng khi điểm danh. Bạn bè trong lớp thì cũng không ai nhắc đến học sinh này. Với bản tính tốt bụng không muốn bỏ rơi học sinh, giống như sự quan tâm mà ngày xưa nhận được từ thầy giáo cũ, Sua đã quyết định đến nhà Yong Seok để vận động cậu học sinh quay trở lại đi học. Quyết định này của Sua đã vô tình đẩy cô, học sinh và giáo viên trong trường rơi vào trạng thái nguy hiểm. Bởi vì Bo Yong Seok tưởng như cô độc đó thực chất lại là một con quỷ dữ dội, đội lốt thiên thần mà thôi. Đánh giá một cách khách quan, Nam Sinh Số 11 không phải là một tác phẩm tốt. Kịch bản phim giống như một mớ bong bong, loang ngoằng và rắc rối. Phần mở đầu tuy được xây dựng tốt, nhưng càng về sau mọi thứ càng trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Và cuối phim là một cái kết khiến các khán giả chỉ muốn rút dép và phi thẳng vào màn hình. Đó là thực tế tại một suất chiếu mà mình đã xem, còn chưa kể đến vô số lời chửi mắng về sự ngu dốt nhưng tỏ ra nguy hiểm của cô giáo Sua tốt bụng. Yếu tố kinh dị của bộ phim này thì chỉ có một số ít cảnh kinh dị nó đủ khiến cho các khán giả yếu tim phải giật mình. Ví dụ như cảnh khuôn mặt rơi bụp từ trên cao xuống qua cánh cửa hé mở của cô giáo, còn lại mọi thứ đều được xây dựng theo một cách rất giả chân. Ví dụ như cảnh cô nữ sinh kéo ra một nắm tóc từ miệng, hay là máu không biết từ đâu mà đến đổ vào một mớ đầu của cô giáo. Đến cuối cùng không ai biết vì sao con quỷ xuất hiện, vì sao số 11 đã gây ra nhiều điều kinh hãi như thế, mà khi đi học lại không một ai phản ứng gì. Vì sao con quỷ lại bị tiêu diệt một cách lãng xẹt như vậy? Tất cả dồn lại khiến các khán giả ôm một cục tức đi về và rất hối hận vì đã mua vé để đến rạp và theo dõi phim. Điều tốt nhất mà Nam Sinh Số 11 làm được đó là truyền đi thông điệp về vấn nạn bạo lực học đường. Nhiều học sinh bị bắt nạt đến mức không dám đến trường, nhiều bạn thì phải tự cô lập mình để không bị bạn bè trêu chọc. Đó là những điều đã diễn ra trong thực tế và nó khiến trường học không còn là điều đẹp đẽ như mọi phụ huynh kỳ vọng và mong muốn. Đảm nhận vai nữ chính ở trong phim, Kim So-ye đã không tạo được nhiều ấn tượng dành cho người xem. Cô không bộc lộ được trạng thái căng thẳng và ám ảnh khi quanh mình bắt đầu xuất hiện thế lực vô hình khiến cho mọi chuyện trở nên kỳ dị. Ngoài một số phân cảnh như cáu gắt hay la thét thì diễn xuất của cô này khá một màu. Ngược lại thì với bạn diễn Jung Yoon-suk trong vai Bo Yong-seok đã để lại cho khán giả một nhân vật cực kỳ xuất sắc. Khuôn mặt có phần hơi ngáo ngơ nhưng đôi mắt lại cực kỳ sắc sảo. Cùng với biểu cảm lạnh lùng, nó đã khiến cho cậu bạn số 11 trở thành nỗi ám ảnh của tất cả mọi người ở trong trường. Nam Sinh Số 11 lấy bối cảnh chủ yếu ở ban ngày, vậy nên hầu hết các khung hình đều đủ sáng và nó gắn liền với môi trường học. Chỉ một số ít phân cảnh được xây dựng theo hướng ma mị, tạo cảm giác hơi ghê rợn với khán giả. Tuy nhiên nếu đã xem nhiều bộ phim kinh dị thì nhiều đó thôi, hoàn toàn chưa xi nhê gì. Phần âm thanh thì lại được xây dựng khá tốt, dù nó chưa đủ sức để hù dọa nhiều khán giả trong rạp, nhưng vẫn có một số phân cảnh nó đủ sức khiến các khán giả trong phim giật mình nhẹ nhẹ. Nam Sinh Số 11 hiện đang được công chiếu trên toàn quốc. Mình dù không đánh giá cao tác phẩm này, nhưng nếu như bạn rảnh rỗi hoặc là bạn muốn có một chút ma mị trong cuộc sống của mình thì cũng có thể lựa chọn để giải trí. Chúc bạn xem phim vui vẻ và đừng quên để lại bình luận ngay dưới video này cũng như subscribe kênh YouTube của Rạp Chiếu Phim. Chúng ta sẽ cùng đón xem những video tiếp theo. Xin chào.